Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 3, ngày 31 tháng 1 năm 2023. Giải 7, các vé tận cùng mang số 0, 7, 1, 5, 2, 0, 4, 9. Giải 6, các vé tận cùng mang số 9, 4, 0, 3, 1, 5, 0, 5, 5. Giải 5, các vé tận cùng mang số 8908, 5675, 3757, 0290, 6421, 3461. Giải 4, các vé tận cùng mang số 1081, 8622, 3216, 0868. Giải 3, các vé tận cùng mang số 39371, 85823, 24941, 22036, 22477, 18709. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 95201, 18959. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 21284. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 30061. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 11LB, 13LB, 15LB, 19LB, 1LB, 2LB, 5LB, 9LB. Kênh xổ số ba miền, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại.